Đi đâu mà vội vàng thế ông anh? Hỏi thăm sức khỏe nhau tí đã hả? Quê đâu? Hỏi làm gì? Không biết luật hả? Không, tao nói cho mày biết, sống ở đâu phải theo luật ở đấy. Nhưng tao chỉ muốn làm thuê làm mướn cho qua ngày. Mỗi ngày nộp 5.000, rồi mày muốn làm gì thì làm. Tao không nộp. Tao sẽ dạy cho mày biết luật ở đây. Trong tù tao cũng chưa phải làm luật cho thằng nào cả. Mày mà còn cứu được cái thằng ấy, chết đọc con ạ. Mày có định trả không thì bảo. Dạ, xin anh thư thư cho ạ. Mày định quyết bọn ta phải không? Dạ, không. Không. Mày tưởng muốn làm gì ở đây thì làm. Tao nói cho mày biết, nếu mày còn ăn hiếp mọi người thì đừng có trách.